Ân ái với chồng mà có những đặc điểm này thì 100% là phụ nữ đã ngoại tình. Các bạn thân mến, việc nhận biết phụ nữ ngoại tình thì các bạn có thể đã có rất nhiều những cái cách nhận biết cho mình. Có thể là tham khảo trên kênh của chúng tôi hoặc là rất nhiều các cái nguồn khác nữa. Thế nhưng các bạn có biết rằng đâu là cái cách mà có thể nhận biết một cách rõ ràng nhất một người phụ nữ ngoại tình mà cô ta không thể chối cãi được hay không? Đó chính là thông qua chuyện ấy. Chuyện ấy chính là một trong những chủ đề rất là nhạy cảm. Và đây cũng được coi là một trong những vùng cấm mà khiến cho người phụ nữ không thể che giấu được cảm xúc của mình. Thực tế thì phụ nữ họ tinh ý và họ giỏi che giấu chuyện ngoại tình hơn rất là nhiều so với đàn ông. Thế nhưng thông qua chuyện ấy thì phụ nữ lại là những người bộc lộ một cách rõ ràng hơn. Đàn ông ra ngoài ngoại tình, về nhà vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của vợ một cách bình thường. Thế nhưng phụ nữ mà đã ra ngoài ngoại tình rồi ấy, thì hiếm có chị em nào mà có thể vẫn mặn nồng với chồng như xưa. Và chúng ta hãy cùng điểm qua một vài các cái dấu hiệu mà các bạn có thể bắt bài được ngay các bạn nhé. Dấu hiệu đầu tiên là các bạn sẽ thấy tần suất yêu giảm mạnh. Tất nhiên thì phụ nữ họ sẽ rất là ít khi đòi được chồng yêu chiều. Thế nhưng nếu như chồng đòi và vợ vẫn cứ đáp ứng bình thường thì sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng tần suất một câu từ chối các bạn ngày càng tăng lên, thậm chí tăng lên một cách rất là đột ngột. Tức là cô từ chối các bạn ngày càng nhiều thì bạn cần phải suy nghĩ. Thông thường với đàn ông thì có thể lên giường với bất cứ người phụ nữ nào mà các anh cảm thấy thích, đúng không nào? Dù rằng tình cảm cũng chưa thật sự là gắn kết đâu. Thế nhưng nếu như cô ta đồng ý thì các bạn cũng sẽ lên luôn. Phụ nữ thì khác. Phụ nữ họ chỉ có thể thực sự ân ái, thật sự yêu đương với người mà họ cảm thấy rất là khao khát, rất là yêu. Có thể là lúc đấy khiến họ hứng tình cũng được, nhưng ít ra cũng phải trên cơ sở là có tình cảm, có thiện cảm. Chính bởi vậy, và nếu như phụ nữ mà thường xuyên từ chối chồng thì hãy cẩn thận, rất có thể là cô ấy đang để ý đến người đàn ông khác. Đặc điểm thứ hai nữa là cô ấy cảm thấy rất là khó chịu, rất là cáu kỉnh trong lúc hai người ân ái. Một chút sai sót trong khi hành sự của bạn cũng làm cho nàng kêu rên lên, hoặc là những cái hành động rất là nhỏ thôi cũng đủ khiến cho cô ấy cảm thấy khó chịu, cáu gắt, đôi khi là kiếm cớ để dừng luôn cả cuộc yêu. Những cái cử chỉ âu yếm của bạn trước đây làm cho cô ấy cảm thấy rất là thoải mái, rất là kích thích. Thế nhưng bây giờ lại nó có thể trở thành nguyên nhân khiến cho cô ấy gắt gỏng. Cô ấy cảm thấy khó chịu, bạn làm gì cô ấy ghét, thậm chí là kiếm cớ. Thậm chí là cô ấy có thể phản đối cái hành động yêu của bạn một cách rất là quyết liệt. Mọi hành động ấy đều đang tố cáo rằng cô nàng không thèm quan tâm đến nhu cầu, tâm trạng và cũng không thèm để ý đến những mong muốn của bạn. Vì thế mà rất có thể là cô ấy khó chịu, cáu kỉnh trong lúc yêu, bởi vì đã quá chán ngán những cái cuộc mây mưa với bạn rồi. Dấu hiệu thứ ba, người phụ nữ không thể giấu nổi khi mà ân ái cùng với chồng nếu như đã ăn no đi bên ngoài rồi, đó chính là cô ấy không thể lên đỉnh nổi. Thay vì màn dạo đầu từ 3 đến 5 phút hoặc là 10 đến 15 phút, bạn còn phải tỉ mỉ và cầu kỳ hơn trước rất là nhiều. Bạn làm đủ trò. Vậy mà những cái lúc mà cô ấy vẫn không thể nào lên đỉnh nổi. Bạn thấy cô ấy khác thường, không còn bùi mẫn, không còn hòa quyện, không còn hừng hực như trước đây nữa. Thì vấn đề là chỗ không có yếu tố nào khác tác động làm cho chứng mẫn cảm của cô ấy đột nhiên xuất hiện ở đâu. Kể cả công việc, gia đình, sự yêu thương chiều chuộng của bạn vẫn cứ dành cho cô ấy. Gia đình cũng không trải qua một cái biến cố nào lớn, hay là sức khỏe của cô ấy cũng vẫn bình thường, đảm bảo. Vậy thì chỉ còn khả năng là cô ấy chán bạn mà không còn một chút hứng tình, không còn một cái chút cảm xúc, một chút dâng trào nào khi nằm bên cạnh bạn nữa. Dấu hiệu thứ ba của những người phụ nữ mà cũng đã ân ái đủ nhiều bên ngoài, đó chính là họ sẽ đòi hỏi thêm những cái điều mới lạ nữa. Cô ấy nếu như vốn trước đây chỉ là những cái người phụ nữ mà thụ động, luôn đi theo những cái bước dẫn dắt của người chồng, chồng bảo sao thì làm vậy, hoặc là đôi khi có chút rụt rè và cũng không biết tư thế nào, hay là cũng không biết có cái điều gì hay, điều gì lạ cả. Ngay cả khi là bạn gợi ý những cái tư thế mới thì cô ấy cũng rất là ngại và rất là không đồng ý, có thể là từ chối. Thế nhưng dạo gần đây, cô ấy bỗng nhiên chủ động đòi hỏi những cái điều chưa bao giờ hai người có. Cũng có thể là cô ấy đang muốn bùng nổ, hoặc là cô ấy đang muốn làm một cái cuộc cách mạng để khiến cho bạn yêu hơn. Thế nhưng cũng có thể là cô ấy đã trải nghiệm cái sự mới mẻ với người đàn ông khác và cảm thấy như thế nó khiến cho cô ấy sướng hơn, mãn nguyện hơn. Và rồi khi mà cái cơn hứng tình đang đẩy lên cao, cô ấy không kiểm soát và không đủ tỉnh táo, cô ấy lại đòi hỏi điều đó từ phía chính bạn, đem về để mà áp dụng với chính chồng của mình, đòi hỏi những cái tư thế mới hơn, lạ hơn từ chính những trải nghiệm của bản thân để được thỏa mãn hơn.
mà vô tình quên mất rằng đây là một điều đáng nghi ngờ. Tương tự như vậy thì nếu như vợ các bạn là những người phụ nữ mà bỗng dưng sành sỏi hơn rất là nhiều, bình thường thì rất là vụng về, rất là ngại ngùng, bây giờ bỗng trở nên xuất chúng một cách kỳ lạ, giỏi hay một cách đáng ngạc nhiên. Trong cả tư thế cổ điển hay là những cái tư thế rất là sáng tạo thì cô ấy tỏ ra rất là chuyên nghiệp. Bạn phải thừa nhận rằng cách yêu cũng như cách khởi động rất là sáng tạo, rất là đê mê, khiến cho bạn sung sướng hơn. Nhưng mà bạn vẫn phải cảm thấy sởn da gà và có một chút gì đấy, cảm thấy thắc mắc vì sự thành thạo đến đáng ngờ của vợ chứ đúng không nào. Dù cô ấy có thể học qua sách báo, học qua phim ảnh, nhưng mà cũng không thể xuất phát một cách nhanh chóng ngay trong một buổi diễn thử nghiệm đã thành công mỹ mãn như một diễn viên chuyên nghiệp như vậy. Tình dục đó là một bộ môn mà chúng ta chỉ có thể nên cơ bằng cách thực hành thôi, đúng không nào? Tự các bạn trải nghiệm điều này các bạn cũng biết, chúng ta không thể nhìn người khác diễn mà mình cũng bắt chước theo được. Nó phải là xuất phát từ những cái nhu cầu, những cái sự sung sướng của bản thân thì các bạn mới có thể đạt được những cái độ xuất sắc. Và tất nhiên bạn hoàn toàn có quyền nghi vấn sự thành thạo của vợ mình có phải là do chính cái kinh nghiệm cầm tay chỉ việc cũng như kinh nghiệm thực chiến của cô ấy với một kẻ giấu mặt nào đó hay không. Nếu như vợ bạn hội tụ đầy đủ tất cả những cái dấu hiệu trên thì thật đáng buồn với bạn. Điều mà bạn đang nghi ngờ khả năng rất cao sẽ xảy ra. Các bạn thân mến, vừa rồi là những dấu hiệu không thể chối cãi cho chuyện khăn gối rất chính xác tố cáo việc vợ có ngoại tình bên ngoài hay không. Thực sự thì phụ nữ sau khi ngoại tình, rất nhiều người đàn ông nghĩ rằng cô ta sợ nhất là bị chồng phát hiện. Thế nhưng liệu rằng tất cả những người phụ nữ đã có gan đi ngoại tình thì họ có sợ chồng phát hiện hay không, hay họ sợ cái điều gì? Trong xã hội này thì ngoại tình trở thành một hiện tượng rất là phổ biến. Phụ nữ phản bội trong hôn nhân nhưng lại có nhiều vấn đề và thách thức hơn nam giới. Đối với phụ nữ mà nói thì tuy đều sợ là chồng sẽ phát hiện, nhưng mà trước khi cái sự việc mà bị bại lộ, điều mà khiến cho họ sợ nhất ý, sâu thẳm nhất trong họ không phải là họ sợ bị chồng phanh phui đâu. Bởi vì phụ nữ đi ngoại tình cũng ít nhiều là cũng không còn thiết tha gì với chồng nữa rồi. Người mà họ sợ làm tổn thương không phải là chồng, mà họ sợ nhất người bị tổn thương là con cái và cha mẹ của họ cơ. Cuộc sống thay đổi và không có đường lui mới là thứ khiến phụ nữ sợ hãi hàng đầu. Phụ nữ đi ngoại tình bề ngoài thì có vẻ như là tìm được người mình yêu, nhưng thực tế điều đó sẽ khiến cho cuộc sống của cô ấy thêm khốn khổ. Bởi vì là phụ nữ muốn cân bằng mối quan hệ giữa người yêu và chồng, đồng thời cố gắng tìm mọi cách để không làm ảnh hưởng, thì những cái điều này sẽ tự đẩy cô ấy vào những cái thứ bận rộn hơn. Phụ nữ hiểu rằng đa phần đàn ông sẽ không tính cái chuyện lâu dài khi mà tìm đến với những người phụ nữ để mà tòm tem, đặc biệt là những cái người phụ nữ có gia đình. Thực ra đàn bà làm như vậy là đã dấn thân vào con đường một đi không trở lại. Căn bản là không thể cõng chồng sau lưng bước lên hai con thuyền, bất cứ là thuyền nào. Tất nhiên nhiều phụ nữ chọn bước này không sợ bị chồng phát hiện một chút nào. Tuy nhiên khi người chồng phát hiện ra thì cho dù anh ta coi như là bồng bột, không đề cập đến chuyện ly hôn, thì phụ nữ cũng khó mà có thể khôi phục lại cuộc sống như ban đầu. Cho nên là phụ nữ mà đi ngoại tình thì sợ hãi nhất chính là cuộc sống của mình sau khi bị phát hiện sẽ bị xáo trộn, có thể xảy ra những cái biến hóa kinh thiên động địa. Có ở lại thì cũng không sống được như ngày xưa, mà ra đi thì chưa chắc mà có được một cuộc sống tốt hơn. Thứ họ sợ nhất chính là tương lai của họ bị xáo trộn, chứ không phải là họ sợ bị chồng phát hiện đâu. Điều thứ hai mà người phụ nữ họ sợ đó chính là họ rất là sợ cha mẹ và con cái bị liên lụy. Thành thật mà nói thì khi một người đàn bà phản bội cuộc hôn nhân của mình, nói chung là cô ấy cũng có những cái kế hoạch riêng, và nếu không thì cô ấy đã không đi đến bước đường này. Và dù kết quả của cuộc hôn nhân có thế nào thì họ vẫn sẽ có cách để vượt qua. Điều khiến họ sợ nhất chính là những cái cú sốc đến từ cha mẹ và con cái. Có thể nói rằng đây sẽ là bóng đen của cuộc đời phụ nữ. Và nếu mà người phụ nữ nào cũng không thể chịu đựng nổi thì họ thật sự sẽ khó mà có thể vượt qua. Khi cha mẹ và các con của mình vì sự việc này mà không thể tha thứ, có thể là phụ nữ không còn được đón nhận, bạn bè hàng xóm cũng quay lưng. Về phần người bạn trai kia thì rất có thể là rồi anh ta cũng sẽ biến mất thôi. Khi một người phụ nữ đã phản bội chồng thì chính bởi cái sự bồng bột của mình, đây là điều phụ nữ sợ nhất. Phụ nữ là những cái con người sống vào mặt tình cảm, và phần lớn họ ngoại tình là do không còn tình cảm với chồng, hoặc là bị cho ra rìa, thế nên mà mới nảy sinh tình cảm với người khác.
Vì vậy hãy yêu thương người phụ nữ của mình hơn các bạn nhé. Và điều thứ ba mà đàn bà lo lắng cũng không đến từ phía người chồng, họ lo lắng cho nhân tình của mình. Họ lo lắng rằng cái người đàn ông này không phải là người đàn ông tử tế và chân thành. Trong các cuộc ngoại tình thì hầu hết đều không có kết quả tốt, bởi vì những cái tình cảm lén lút và những tình cảm không được phép thì đều xuất phát từ sự bốc đồng và không phải tình yêu đích thực. Những người phụ nữ này thì có thể họ bị mê hoặc bởi những cái lời ngọt ngào, những cái điều không thực tế họ giấu sau lưng chồng, có nhân tình bên ngoài, khi bị phát hiện thì chỉ còn cách là bị ly hôn. Tuy nhiên hiện thực đã giáng cho họ một cái tát trời giáng khi mà người đàn ông ở bên cạnh không phải là một kẻ tử tế. Vì vậy khi phụ nữ ngoại tình, điều sợ nhất không phải là chồng mình sẽ phát hiện ra, mà là sợ cái người đàn ông mới này của mình không chân thành và anh ta không thể che chở được cho mình. Thực ra thì phụ nữ cần hiểu một sự thật là khi mà đã có gia đình rồi thì người đàn ông này muốn tìm đến bạn để tòm tem thì cũng chỉ là ngấm ngầm lừa dối thôi. Tương tự rằng sau khi ở bên cạnh bạn, anh ấy cũng sẽ dành tình yêu này cho những cái người phụ nữ khác cũng được. Hầu hết các cuộc ngoại tình đều không chân thành và bị bỏ rơi thường là cái kết phổ biến nhất. Các bạn thân mến, dù phụ nữ có 100.000 cái miệng để giải thích thì cũng không có gì là một lý do thực sự thuyết phục để có thể hợp thức hóa cho việc phụ nữ đi ngoại tình cả. Cái giá mà bất cứ ai phản bội trong hôn nhân phải trả cả đời cũng không thể bù đắp được. Hy vọng rằng với những chia sẻ trong video ngày hôm nay, các bạn cũng đã có thể hiểu hơn về những người phụ nữ đang rơi vào những hoàn cảnh rất éo le này, đi cũng không được mà lại cũng sung song, cũng như những cách nhận biết người phụ nữ ngoại tình trong chuyện ân ái một cách lộ liễu nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Theo các bạn thì còn có những cái biểu hiện nào mà người phụ nữ cũng không thể giấu nổi nếu như đi ngoại tình trong chuyện giường chiếu nữa không? Rất mong nhận được chia sẻ từ phía các bạn để gửi đến các vị khán thính giả khác để chúng ta cùng trao đổi và chia sẻ với nhau các bạn nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.